đi ăn mi. Con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự nói dối. Sủ ra mê ra yama chapama đạt tha na vê ra ma ni sikha padang sama diya mi. Con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panati-pata-veramani-sikha-patthang-samadhi-yami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa xứ sát sanh. Adinna-dhana-veramani-sikha-patthang-samadhi-yami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa xứ trộm cắp. Kame-sumi-cha-chara-veramani-sikha-patthang-samadhi-yami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa xứ tà dâm. Mu sa wa da veramani sikha padang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa xứ nói dối. Sura me ra ya ma cha pa ma tha tha na veramani sikha padang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa xứ dễ ruồi uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha badane sa thu gan katwa apamadena necha ka lang samma rakhitapang. Chỉ thiện cho nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch các vấn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Ma phân tê dạ xin vâng. Sĩ là na su ga tân dân tì, sĩ là na phu ga sa ba da, sĩ là na nịp tân dân tì, ta sa ma sĩ là vi su tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín cơ ráng thọ trì dễ luật chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính tri ân đại đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ. Thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến làm phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tam giấc tam bảo tụng kinh thọ trì với phần phước phát sanh lên, chúng con xin nồi hướng đến các vị huân thầy tổ bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Đạo kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới. Bát na xin được nhận xít nhật trình vừa đúng vào rung luôn, mời xít nhật trình nhé. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná. Nam mô Bích Thà dạ, Nam mô Tham Mà dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ, cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã cho nhục mình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ thần tạo Minh Hạnh. Đại đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, nhật bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ và cảm ơn châu khoan, cảm ơn rạng đông cho nhật bình biết được tín hiệu. Nhật bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhật bình kính chào Vinh Quát Tha Ná, mến chào, kính chào Buông Bỏ, mến kính chào Maharaja, mến chào Thi An Lạc, kính chào xin ngồi nghe, mến chào Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ đó, mến chào Tina, mến chào Quang Thanh, mến chào Cẩm Vân, mến chào học giáo pháp. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, nhật bình kính chào đạo tràng và sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ
này thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hạ tử của chúng con. Nhờ Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh Quá Tha Ná đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhờ Quỳnh cũng kính cảm ơn thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông đã mở rung và cho đạo tràng kính pháp. Nam mô Bích Hai Giá. Dạ con xin sám hối với quý ngài và đạo tràng. Dạ con có một chút việc con vào hơi trễ, con chưa kịp đảnh lễ và tri ân thượng tọa Minh Hạnh cũng như Quỳnh Quá Tha Ná. Cảm ơn Quỳnh Quá Tha Ná. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh đã thấy Quỳnh Quá Tha Ná. Quỳnh Quá Tha Ná đã cho bài học. Nam mô Bích Hà Giá. Con không biết đại đức tự đức có trước mái không bạch sư. Nếu sư có trước mái, sư cho con xin một tín hiệu. Con xin thay mặt đạo tràng hành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tự đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để tuyên phong ôn bài pháp của kinh số 142. Dạ con kính tri ân sư đã cho con biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính mời Vinh Quá Tha Ná, mời Sức Rạng Đông, mời Thi Na, mời Quang Thanh, mời Cẩm Vân, mời Giáo Pháp xin tiên phong đưa tay ôn bài pháp của kinh số 142. Và Nhật Quỳnh kính mời tất cả đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ bây giờ thì con kính nhân mít đến đại đức tự đức ạ. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ. Mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 142 ạ. Kato che pisamang charaya santo danto niyato ramachari sape sufute sunitha yadandang so ramano so samano safikhu. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Là bản dịch của ngài Lượng Thích Minh Châu. Người kia dẫu đẹp phục trang, nhưng đời thanh tịnh tỉnh an tục trần. Sáu căn chế ngự tinh thuần, sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê. Bước trên chánh đạo mà về, từ tâm vô lượng chẳng hề trượng đau. Tỷ kheo phạm chí khác nào, sa môn khất sĩ gọi sao cũng là. Là phổ thơ của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ ạ. Alan kato che pisamang charaya santo danto niyato ramachari sape sufute sunita yadandang so ramano so samano safiku. Alan kato che pisamang charaya santo danto niyato ramachari sape sufute sunita yadandang so ramano so samano safiku. Alan kato che pisamang charaya santo danto niyato ramachari sape sufute sunita yadandang so ramano so samano safiku. Dạ con xin hát ạ. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú con thanh kính tri ân đại đức tuệ đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức tuệ đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 142. A lăng ca tu che pi sa mang cha rai ya san tu dan tu ni ya tu
Brahmachari sabbe su phu te su ni tha ya đăng đăng so brahmano so samano sa phích hu a lăng ca tô chê pi samang cha rai ya san tô đăng tô ni ya tô brahmachari sabbe su phu te su ni tha ya đăng đăng so brahmano so samano sa phikkhu alankato ce pi samang charayya santo danto niyato brahmachari sabbe su phu te su nithaya dandang so brahmano so samano sa phikkhu ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A lăng ca tô chê bi sa mang cha rầy ya, san tô đàn tô ni ya tô brahma cha ri, sa bê su phụ tê su ni tha ya đăng đăng so brahmano so samano sa phikkhu. Người kia dẫu đẹp phục trang nhưng đời thanh tịnh tỉnh an tục trần, sáu căn chế ngự tinh thuần, sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê, bước trên chánh đạo mà về, từ tâm vô lượng chẳng hề trường đau, tỷ kheo phạm chí khác nào sa môn khất sĩ gọi sao cũng là. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú nằm thai, kính cảm ơn xích rạng đông. Nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tể Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 142. Á lăng cá rô chê pí xá măng chá rì giá san tô đan tô ní giá tô râm má chá rì sắp bề xú bù tê xú ní đa giá đan đăng sô râm má nô sô xá má nô xá bít khú á lăng cá tô chê tí xá măng chá rì giá Santo Danto Niyato Ramachari Sappe Su Ute Su Nithaya Dang Dang So Ramano So Sa Mano Sa Bhikkhu Alankato Che Pi Sa Mangchariya Santo Danto Niyato Ramachari sắp bề số bù tề số ní tha giá nam đăng so ram ma no so sa ma no sa bích khu sống đời ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh ấy vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người kia dẫu đẹp phục trang nhưng đời thanh tịnh tỉnh an tục trần, sáu căn chế ngự tinh thuần, sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê, bước trên chánh đạo mà về, từ tâm vô lượng chẳng hề trượng đau, tỳ kheo phạm chí khác nào sa môn khất sĩ gọi sao cũng là. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức.
Và cảm ơn dân đã ôn bài xong bốn mời bằng tay của Sittina. Dạ con kính cảm ơn cô. Con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lãnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 142. Alan kato che visamang charaya santo danto niyato brahmachari sabbe sukute sunitha nithaya dandang so brahmano so samano sabhinkhu. Alan kato che visamang charaya santo danto niyato brahmachari sampe su pu te suni tha ya dan dang so brahmano so samano sa phin khu. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ của hòa thượng Thích Minh Châu. Alan katu che pisa mang charaya santu dentu niyatu brahmachari sampe supu te su nintaya dandang so brahmanu so samanu sa pingu. Alan katu che pisa mang charaya santu dantu niyatu brahmachari sabbe suku te su nintaya dandang so brahmanu su samanu sabhinku. Người kia dẫu đẹp phục trang nhưng đời tịnh tịnh an tục trần, sáu căn chế ngự tinh thuần, sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê, bước trên chánh đạo mà về từ tâm vô lượng chẳng hề trưởng đau, thì kheo phạm chí khác nào sa môn khất sĩ gọi sao cũng là của hòa thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, con đức Phật, đức tăng và đạo tràng, nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Hoàng Đông, nghe rõ. Con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp và ơn đức tăng. Con kính lãnh lễ đại minh hạnh và đại đức tăng. Con kính lễ quý sư trong đạo tràng, con kính lễ quý bà cô tu nữ, con kính chào toàn thàng. Con xin đọc bài câu pháp cú 142. Quát thà ná tăng ca tô chê bi sa măng cha rầy á san tô đa nô đàn đàn tô râm ma cha rì sắp tê su phù tê ni thà ya đàn đằng so ramano so samano safiko che bisam cha charaya santo danto nirato ramma sappe sufu te sunitha radan dang so ramano so samano sa phích khu. Tự trang sức như an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi chúng, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Đấy là của bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Lăng ca tô chê bi sa măng chà rê để đây ra tô đan đô ni ra tô râm ma cha ra y
sappe su phu tu te su ni tha ya dan dang so ram mano so samano sa phịch khô alang ka to chi bê sa măng cha re rai ra san to ran do ni ra to ram ma cha ri sam bê su phu te su ni tha ya dan dang su ram ma Người kia dẫu đẹp phục trang nhưng đời thanh tịnh, tịnh an tục trần, sáu căn chế ngự tinh thuần, sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê, bước trên chánh đạo mà về, từ tâm vô lượng chẳng hề trượng đao. Tỷ kheo phạm trí khác nào, sa môn khất sĩ gọi sao cũng là. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con xin gửi kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, con xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Con xin đọc câu pháp cú số 142. Alan kato che bisamang charai yasang to dang to niyato ramachari sappe su phu te su nita ya dang dang so ramano so samano sapit khu. Alan kato che bisamang charai yasang to dang to niyato ramma cha ri sắp bê su phu tê su ni tha gia đằng đằng sô ram mano sô sam mano sa phít khu. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn khắc sĩ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Alankato che bisamang charai yasang to dang to niyato ramachari sappe su phu te su ni tha ya dang dang so ramano so samano safit khu. Alankato che bisamang charai yasang to dang to niyato ramachari sappe su phu te su ni tha ya dang dang so ramano so samano safit khu. Người kia dẫu đẹp phục trang, nhưng đời thanh tịnh, tịnh an tục trần, sáu căn chế ngự tinh thuần, sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê, bước trên chánh đạo mà về, từ tâm vô lượng, chẳng hề trưởng đau, tỷ kheo phạm chí khác nào, sa môn khắc sĩ, gọi sao cũng là. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con đã đọc xong, kính nhường mic cho người kế tiếp. Kính cảm ơn bác Quá Thanh Na đã gửi bài. Sa thu sang lần thầy học giả pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin được kể trình pháp cú số 142. Alan kato che pi sa mang cha riya san to dan to niya to pramachari sabbe su pute su nithaya dandang so pramano so samano sa piku. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Bản dịch của ngài Minh Châu. Người kia dẫu đẹp phục trang nhưng đời thanh tịnh, đính an tục trần, sáu căn chế ngự tinh thuần, sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê, bước trên chánh đạo mà về, từ tâm vô lượng chẳng hề trượng đau, tỳ kheo phạm chí khác nào, sa môn khất sĩ gọi sao cũng là. Bản phổ thơ của ngài Di Đức. Dạ Nam Mô Phật Tha Giá, con xin được xuống mic. Quát sao xích nhật huyền không kể hả? Xích nhật huyền không kể, còn 2 phút mà.
Rồi, kính mời Sít nha. Dạ, sa thú kính, cảm ơn Vinh Quá Tha Ná. Dạ, Nhật Quỳnh thấy sắp hết giờ, định mời Vinh thỉnh Pháp Sư luôn. Dạ, thôi bây giờ thì Nam Mô Bích Tha, dạ, con thành kính lãnh lễ Đại Đức Minh Mẫn. Cùng chức vừa quan tâm vào đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Đặng Đông, cảm ơn Vinh Quá Tha Ná cho tín hiệu. Dạ, con xin được ôn bài câu Pháp Quốc Kinh số 142 ạ. A lành ca tờ chê bi sa măng cha rầy gia sanh tờ đành tờ ni gia tờ rằm ma cha ri sạp bê su phụ tê su ni tha gia đành đăng sơ rằm ma nô sơ sa ma nô sa phích khu. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí. Hai, sa môn khất sĩ. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. À lãnh ca tơ chê, vì sa măng cha rây gia. Sa anh tơ, đanh tơ, nì gia tơ, râm ma cha rì. Sa bể su phu tê su ni tha gia đành đăng sơ ram ma nô sơ sa ma nô sa phích khu. Người kia dẫu đẹp phục trang nhưng đời thanh tịnh, tỉnh an tục trần sáu căn chế ngự, tinh thuần sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê, bước trên chánh đạo mà về, từ tâm vô lượng chẳng hề trượng đau. Tỳ kheo phạm chỉ khác nào, sa môn khất sĩ gọi sao cũng là. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tự đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài Pháp Quốc Kinh số 140. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Rạng Đông, Cẩm Vân, Thi Na, Quang Thanh học giáo pháp và Huynh Quá Tha Ná đã hoan hỷ lên ôn bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới câu Pháp Quốc Kinh số 143. Dạ, cảm ơn Huynh Quá Tha Ná đã cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Gà Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Tha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Gà Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Tha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Gà Qua Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp rỗ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nệm hương về ngũ dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ba bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tâm giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn
để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 143. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư. Dạ, sa thú lần thai kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức. Cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Dạ, kính riêng quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Pháp Cú với câu kệ số 19. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ Pháp Cú số 143 gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất. Hi re ni se tho puriso. Hi re ni se tho puriso. Đoạn thứ hai. Cô chi lo kasmin vichati. Cô chi lo kasmin vichati. Đoạn thứ ba. Yonin đăng appa bồ thề tí. Yonin đăng appa bồ thề tí. Đoạn thứ tư. Asso phát rô ca sa mi quá. Asso phát rô ca sa mi quá. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn 1 chúng ta thấy gồm có 2 từ. Từ đầu tiên, hi ri ni se tho là hi ri ni se tha mà chia theo chủ cách số ít. Và cái từ này là làm tính từ bổ nghĩa cho chữ puriso ở đằng sau. Ni ri hi ri ni se tha là một hợp từ chúng ta tách ra. Hi-re cộng với ni-se-tha. Hi-re là sự thẹn thùng mắc cỡ. Thẹn thùng mắc cỡ, hổ thẹn. Còn ni-se-tha đó có nghĩa là ngăn ngừa, tránh xa, sự ngăn ngừa, sự tránh xa. Ngài Hòa Thượng Minh Châu người dịch đó là tự chế, tức là chế ngự. Rồi từ cuối cùng, Puriso. Puriso thông thường dịch đó là người nam, nhưng mà ở đây mình dịch đó là người thôi. Dạ, mình dịch là người thôi. Có thể ở đây vì theo cái duyên sự đó là đề cập đến vị tỳ kheo đó. Mà vị tỳ kheo đó là người nam. Đó, do đó sử dụng cái từ Puriso ở đây, Purisa, chia theo chủ cách số ít. Rồi đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có 3 từ. Cô chi. Cô chi đây là một nghi vấn đại danh từ.
chia theo chủ cấp ngôi thứ nhất số ít. Chữ cô chi này đó, trong tiếng Bali đó nghĩa rất là rộng, xin thưa quý vị. Có khi đó thì là bằng với chữ hu, rồi có hu trong tiếng đó. Có khi đó bằng với chữ what. Và thậm chí đó là có khi bằng với chữ which. Rất là rộng vậy đó. Đó, thành ra đó là ở đây mình chữ cô này đó, chữ cô chí này đó. Ở đây là một nghi vấn từ hết, xin thưa quý vị, thành ra mình có thể dịch ra là bất kỳ người nào. Nhưng mà khi nằm ở trong mạch văn đó thì mình có thể dịch theo kiểu khác hơn. Nhưng mà miễn làm sao, chữ cô chí này là ở thể nghi vấn. Tức là nguyên các cái câu kệ này đó là một cái câu hỏi đó, xin quý vị. Rồi từ thứ hai, Lokasmin. Lokasmin là Loka. Chữ Loka chia theo cấp thứ bảy số ít, thành ra nó có cái hình thức là Asmin. Asmin. Cách thứ bảy thì mình dịch đó là trên, trong, tại, ở, dưới, rồi giữa. Từ cuối cùng, Vichati. Vichati đây là một cái động từ. Vichati này có nghĩa đó là tồn tại này, hay là có thể tìm kiếm được. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba của câu kệ chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên vô đây là một quan hệ đại danh từ. Đấy. Chia theo ngôi thứ nhất số ít. Thành ra nó có cái hình thức là vô, số nhiều là dê. Vô là người nào. Từ thứ hai, Ninh Đăng. Ninh Đăng là từ cái danh từ nữ tính Ninda, chia theo đối cách số ít. Thành ra nó có cái hình thức là ăn. Ninda có nghĩa là lời chê trách nè, lời chê bai. Mà trong tám ngọn gió đời đó ha, thì các ngài dịch chữ Ninda này là bị chê. Thì bị chê mình suy rộng ra đó là khiển trách cũng bị chê, rồi là trách móc cũng bị chê, chỉ trích tức là cũng bị chê. Từ thứ ba, Apabodheti. Apabodheti đây là một cái động từ, có nghĩa là tránh né, tránh xa, tránh né, tránh xa. Cái tránh né, tránh xa này đó, mà theo cái từ ngữ này nè, xin thưa quý vị, mà mình phân tích ra đó ha, thì tránh xé, tránh xa, tránh né, tránh xa này do có ý thức. Tức là mình ngộ ra được vấn đề, cái thành ra mình né. Rồi, đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, Asso, Asa.
chia theo chủ cách số ít. Asa là con ngựa. Phát rô là một cái tính từ. Nếu mà theo văn xuôi đó, thì chữ phát rô này phải viết trước cái chữ asso. Chữ phát rô là tính từ bổ nghĩa cho asso. Nhưng mà ở đây văn kệ. Rồi trong cái văn kệ đó thì người ta dùng từ ngữ để nhấn mạnh. Thành ra đôi khi sắp xếp sai thứ tự để nhấn mạnh, để chỉ cho một cái gì đó nổi trội. Thì xin thưa với quý vị đó là văn Bali này thuộc dạng tử ngữ rồi. Thành ra đó là giờ khó có người nghiên cứu cho nó tới để tìm hiểu ra được những cái điểm ẩn ý sâu sắc như thế này. Phá rô dịch đó là hiền hay là hiền thiện hay là hiền lành. Asso phá rô là con ngựa hiền hay là con ngựa hiền thiện hay là con ngựa lành. Từ cuối cùng, ca sám mi quá. Ca sám mi quá. Từ cuối cùng là ca sám mi quá. Ca sám mi quá. Ở đây là cái hợp từ chúng ta tách ra là kasa cộng với là ý quá, mà kasa mi quá đó là kasang mi quá, theo lẽ đó là phải bỏ cái trường âm ở trên, nhưng mà đây là văn kệ, cái thành ra đôi khi là do trường âm nguyên âm đó, thành ra người ta mới để cái nguyên âm vậy luôn. Cá xăng là cá xa chia theo đối cách. Cá xăng là cái cây roi. Còn từ ý quá đó là một cái từ so sánh, giống như ví như. Rồi như vậy chúng ta đã lấy ý nghĩa từ vựng xong. Bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi. Đối với những cái câu mà có cái nghi vấn đại danh từ cô này đó thì xin thưa quý vị rất là khó dịch. Thành ra chúng ta sẽ dịch theo cái kiểu này. Cô chi lô cas min wichati là có thể tìm thấy trong thế gian này không? Đó là một cái câu hỏi ha, mà cũng là một cái mệnh đề đó. Thì ri ni se tho bu di so, người mà có sự hổ thẹn nè, và tránh xa. Người có sự hổ thẹn và tránh xa. Yo nin dang up bồ thề tí, xin lỗi quý vị, không phải là tránh xa, dạ, đi xe thô đó là ngăn ngừa, mình khoan sử dụng cái động từ là tránh xa, tránh né, ha. Chúng tôi dịch lại. Cô chí lô cát min quýt chan tí là có thể tìm thấy trong thế gian này không? Hi ri ni se thô bù ri sô. Người mà có sự hổ thẹn, ngăn ngừa. Yô nin đăng áp bá bù thề tí. Người mà biết tránh xa sự chê trách. Aso phá rô. Kasa mi quá, giống như con ngựa hiền thiện biết cách tránh roi đòn.
biết cách tránh rơi đòn. Tức là ngựa hiền thiện này thì nó khôn lắm, nó không có cần thiết là phải để cho cái ông chủ nó lấy roi đập nó đâu. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 143. Kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta theo dõi kịp được phần nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apivadeemi Tuakato Phakkawata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phakkawato Sāvaka Sangho Sanghang Namami Namathura Tanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học câu kệ Pháp Cú số 143. Câu kệ này cùng với một câu kệ nữa là câu kệ 144. Hai câu kệ này vẫn nằm ở trong phẩm Đanh Đá Quắc Gá, phẩm Đao Trượng hay là phẩm Hình Phạt. Cả hai câu kệ này có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài khi Ngài ngự tại Chê Tấu Á Ná, đề cập đến vị tỳ kheo, mà cái vị tỳ kheo này sau đó thành tựu cú cánh đời sống tu hành, thì thành ra được gọi là trưởng lão. Cái từ trưởng lão ở đây đó là do pháp sanh, tức là căn cứ theo pháp tính để gọi. Cho nên đó là mình có thể nói câu chuyện này đề cập đến vị tỳ kheo hoặc là vị trưởng lão cũng được. Theo hai trưởng lão đó có cái tên là Pilotika. Pilotika. Pilotika dịch đó là khố rắc, tức là người mà có khố là giống như cái quần vậy đó, mà mình hiểu rộng ra đó là áo quần rách rưới. Một lần nọ, Tôn giả Ananda gặp một cái cậu bé mặc y phục rách rưới, tay cầm cái chén đi xin ăn. Tức là mình hiểu theo cái nghĩa thông thường đó là gặp một cái cậu bé ăn xin. Ăn xin đó thì bà con thấy có khi nào mà người ta mặc áo quần lành lặn không? Có ha, ở bên châu Âu rồi đó. Thấy người ta đi ăn xin rất là lịch sự, người ta ngã quần rất là bảnh tỏn. Nó bắt đầu là gì, cầm cái đàn guitar, đàn ở trước đó, để cái mũ hay gì đó. Thì cái đó cũng là cái hình thức ăn xin. Nhưng mà xin thưa đó là thời xưa đó, hoặc là các cái nước nghèo đó, thì thành phần ăn xin đa số đó là áo quần rách rưới, trên tay đó cầm cái miễn dùa, hoặc là cái bát hay là cái chén gì đó, nó cũng cũ kỹ đi ăn xin. Tôn giả thấy vậy cái mới hỏi, nói
Này cậu bé, sao con sống lang thang như thế? Thì con có muốn đi tu không? Con có muốn xuất gia không? Cái cậu bé này nói, bạch ngài, con muốn lắm nhưng mà ai cho con tu? Sở dĩ đó mà cái cậu này hỏi vậy đó là chúng ta hiểu thời kỳ đó đó Ấn Độ phân biệt giai cấp cao lắm, xin lỗi, nặng nề lắm. Thành ra đó là một cậu bé ăn xin ha, mà được leo lên tới giai cấp Bà La Môn. Giai cấp tu hành, người tu hành đó là thuộc giai cấp Bà La Môn. Cậu bé mà đi ăn xin đó là thuộc giai cấp thấp nhất, là chiên đà la hay là nô lệ đó. Mà từ nô lệ mà leo lên tới giai cấp Bà La Môn đó, là người tu hành đó, thì rất là cao, rất là khó khăn. Đó, thành ra cậu bé này mới hỏi vậy. Cái tôn giả Ananda nghe nói vậy đó, nghe cậu bé này trả lời vậy đó, cái tôn giả Ananda nói, ta sẽ cho con xuất gia, ta sẽ con cho con tu. Nói vậy xong, tôn giả Ananda mới dắt cậu bé này về chùa, cho cậu ta tắm rửa rồi cạo tóc sạch sẽ. Cái bắt đầu đó mới cho đắp y xuất gia cho Thọ Đề Mục tu hành. Tức là theo kiểu giống như ngày nay đó, xin thưa quý vị, khi mà cho tu á, thì bắt đầu đó là thầy hòa thượng mới cho Thọ Đề Mục Kê Sa Lô Ma Na Ca Đan Ta Ta Chô tóc lông móng răng da. Đó là các cái đề mục. Thì khi mà cái cậu bé này đi đắp y xuất gia xong vậy đó, thì dĩ nhiên đó là đắp y xuất gia xong thì cậu kia đắp y xuất gia đó, đắp y vô mình đó, thì là mình phải thay đồ người đời ra. Thì cậu này thay cái bộ đồ rách rưới cái bang đó ra đó, thì bắt đầu đó là mới tìm xem coi có cái gì ở trong cái bộ đồ đó, đó mà có thể sử dụng lại được không. Thì cậu này thấy không có cái chi cả. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cũng chưa có nỡ quăng bỏ, mà gói cái bộ đồ đó lại cùng với cái chén bể đó, đem treo ở trên một cái cành cây ở sau chùa. Mình hiểu vậy. Một thời gian sau, cái vị sa di này đến tuổi tu lên tỳ kheo, và lúc bấy giờ gặp thời kỳ Phật giáo hưng thịnh. Thời kỳ Phật giáo hưng thịnh cho nên đó là lời lộc phát sanh rất là nhiều, y áo phát sanh cũng nhiều nè, vật thực phát sanh cũng nhiều nè. Bắt đầu đó là cái vị tân tỳ kheo này đó, thọ hưởng đầy đủ quá, y nhiều quá, thành ra là mình được quyền chọn lựa y quý giá để mặc nè. Vật thực phát sanh nhiều quá đó, cho nên đó là mình ăn uống nó cũng thoải mái hơn. Cũng có thể đó là mình lựa chọn cái ngon, cái phù hợp với cơ địa của mình để mà ăn. Thì xin thưa quý vị, do ăn uống phủ phê đầy đủ vậy đó, thì theo quý vị như thế nào? Phạt tượng. Dạ, thân thể mập mập lắm. Rồi là y áo đó thì tốt đẹp nữa. Thành ra đó là mình nói có nghe hơn với ma tí đó là bắt đầu bắt tướng là tăng tướng con đó, y áo bóng loáng nè, có giá trị nè. Thì thành ra đó là mình nhìn vô đó thấy cũng hào nhoáng hơn. Rồi ăn uống đó đầy đủ cho nên mập mập hơn. Thành ra có tăng tướng là tăng tướng theo kiểu vậy đó, chứ không phải là có tăng tướng đó là lục căn thanh tịnh nè, đi đứng quan thai nè,
thiện thoát tục, không phải vậy. Mà có tăng tướng theo cái kiểu nãy chúng tôi nói đó, nghe hơi mỉa mai tí đó, là mập mạp nè, trắng trẻo nè, y áo đó là bóng loáng. Thì bắt đầu đó, cái vị này đó mới ngẫm nghĩ, mèn đét ơi, mình đi xuất gia đó, mình đi tu đó, là để đạt đến cái đời sống khoan thai, tự tại, thánh thiện, thoát tục, để thoát khỏi đi cái cảnh khổ đau mà lúc mình sống bằng cái nghề đi ăn xin. Nhưng mà giờ mình lại nè, đắm chìm ở trong cái lợi đắc danh vọng cung kính, tức là đắm chìm ở trong cái sự thụ hưởng dục lạc ngũ trần, tức là ăn cho nó no, mặc cho nó đẹp nè. Vậy thì mình có xứng đáng không? Mình có xứng đáng không? Đó thì bắt đầu đó. Vậy thì mắc cỡ. Vậy nó mắc cỡ với chính mình. Đó là cái lý tưởng ban đầu, bây giờ đó là nó đã mất tiêu rồi. Mình đi tu đó là để cho nó hết khổ, mà ai về đâu bây giờ đó là hết khổ ăn đó ha, thì là mình hết khổ ăn, hết khổ mặc đó, thì giờ chuyển sang cái khổ khác, đó là đánh nhiễm. Đó, cái khi mà khởi lên cái thẹn thùng mắc cỡ vậy đó, cái cậu này mới nghĩ ôi sự vậy thôi, mình là người không có xứng đáng đối với cái y này nữa rồi. Mình khoác lên trên mình chiếc y vàng nè, là lá cờ của A-la-hán nè, là phải hướng đến cái chỗ từ bỏ thù hưởng dục lạc ngũ trần, từ bỏ tham lam sân hận si mê, từ bỏ lợi đắc danh vọng cung kính. Mà bây giờ đó là mình đắm nhiễm ở trong cái thù hưởng dục lạc ngũ trần, đắm nhiễm trong cái ăn ngon nè, mặc đẹp nè, vậy là mình không có xứng đáng với cái chiếc y này rồi, cho nên thôi tháo bỏ cái chiếc y này ra, trở về lại đời sống cái ban của mình, tức là đổi cái y phục là lá cờ của bậc A-la-hán đó, thay vào cái bộ y cũ rách. Cái bắt đầu đó, cái vị tăng tỳ kheo này mới đi đến cái ranh chùa đó, cái chỗ mà lúc vị này xuất gia đó, thay cái bộ đồ cái bang của mình ra, rồi vị này treo ở trên cái cây đó, đi đến ngay cái chỗ đó đó, cầm lấy cái áo quần cũ đó đó, khi mà cầm lấy áo quần cũ đó định thay cái bộ y này đó, thì lúc đó đó là vị đó lại khởi lên một cái tư tưởng nữa, là mình đã từ bỏ bóng tối để đi ra ánh sáng, tức là mình đã từ bỏ kẻ ăn mày của thế gian để trở thành kẻ ăn mày của Phật. Kẻ ăn mày của Phật đó, tức là khi mà mình đi tu theo Phật đó, thì xin thưa quý vị, mình sẽ được thừa hưởng tại Phật. Khi mà đi tu, khi như chúng tôi này ha, đi tu theo Phật nè, thì bắt đầu đó là bá gia bá tánh, người chỗ này chỗ kia, người ta thấy chúng tôi đi tu theo Phật, người ta biết chúng tôi đi tu theo Phật, thì bắt đầu đó là mới cúng cho chúng tôi cái ăn, cúng cho cái mặc, cúng cho chỗ ở, cúng cho thuốc trị bệnh. Thì là vì do chúng tôi tu theo Phật cho nên chúng tôi được thừa hưởng những cái này. Thì đây được gọi là thừa hưởng tài vật. Thừa hưởng tài vật vậy đó, xem như mình có thể gọi là ăn mày của Phật. Còn cái gì tăng tỳ kheo này nè, trước đây đó là cái bang, cho nên đó là gì? Ăn mày của thiên hạ. Rồi khi mà đi tu đó là trở thành ăn mày của Phật.
Thì theo quý vị, hai ăn mày này, ăn mày nào cao thượng hơn? Ăn mày của Phật cao thượng hơn. Ăn mày của thiên hạ đó là bị người ta mắng nhiếc, người ta chê bai đủ điều. Thích người ta cho mà không thích thì thôi. Rồi khi mà cho đó người ta còn nặng nhẹ nữa. Còn mà ăn mày của Phật thì sao, xin thú quý vị? Người ta cho mình nhận mà ta không cho thôi. Có thì mình ăn mà không có thôi. Đó, và chẳng những vậy đó ha. Thì khi mà người ta cho đó, người ta còn có sự cúng kính nữa. Đó, thì thành ra đó là ăn mày hai loại này khác nhau. Đó, cái vị tân tỳ kheo này đó mới suy niệm thấy ra ha. Giờ mình ăn mày của Phật vậy nè, tức là mình đã đi ra cái chỗ sáng rồi. Mình từ bỏ ăn mày của thế gian, tức là mình đã từ bỏ cái bóng tối rồi. Bây giờ chẳng lẽ mình là quay lại cái bóng tối để bị thế gian đó là xỉ vả, là mắng nhiếc, là coi khinh nữa hay sao? Cái bắt đầu đó là gì này, cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân của mình. Tiến bộ, không muốn tiến bộ mà lại muốn lùi sụp. Thì xin thưa quý vị đó, vị tân tỳ kheo này nè, mượn cái hình ảnh bộ y phục cũ rách đó, làm đối tượng quan xét để bản thân của mình đó khởi lên lòng tham, lòng quý, tức là khởi lên cái sự hổ thẹn và ghê sợ. Hổ thẹn ghê sợ đối với đời sống thấp kém, hổ thẹn ghê sợ đối với tham thụ hưởng. Dạ, tham thụ hưởng. Nhưng mà mình mà suy rộng ra ha, thì là hổ thẹn nè, ghê sợ đối với ác nghiệp, thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp. Thành ra cái câu kệ này nè, chúng ta thấy không không có cái chữ đanh đá nào cả mà vẫn xếp nằm ở trong cái phẩm đanh đá quát gác. Rồi suy xét quán chiếu rộng ra nữa đó, là mình phải có cái sự hổ nè, sợ hãi đối với các ác bất thiện pháp, đối với các phiền não. Vị này đã lấy cái bộ y phục cũ rách đó, đó làm đối tượng để làm cho cái lòng tàm, lòng quý của mình đó tăng trưởng lên, mạnh lên. Và xin thưa với quý vị ha, để lòng tàm, lòng quý đó tăng trưởng đó thì đâu có phải là mình làm lần. Cái lòng tàm, lòng quý mình đó nó tăng lên liền đâu, chưa chắc. Thì thành thử ra đó là phải làm nhiều lần. Rồi nữa nè, cái tâm của mình mau thay đổi lắm. Dạ, mau thay đổi lắm. Ví dụ như trong đời sống đó, mình chứng kiến những cái cảnh tượng nó tan thương, nát lòng, mình sợ hãi, cái bắt đầu là gì? Quyết chí tu thiền. Cái quay qua tu thiền, tu thiền cái một hai bữa gì đó, cái cảnh tan thương nát lòng đó nguôi ngoai đi, cái bắt đầu đó là thấy tu thiền sao mà nó khổ cực quá. Lúc đó đó là hơi dễ vui trở lại. Hơi dễ vui trở lại thì hơi dễ vui trở lại đồng nghĩa với việc đó là mình bị lui sụp rồi. Thì cái quyết chí tu thiền đó nó giảm đi. Thì một giờ thời gian sau cái bắt đầu là mình lại gặp hay là chứng kiến cảnh tan thương nát lòng khác. Thì cảnh tan thương nát lòng đó đó là đối tượng hay là động lực thúc đẩy để mình tinh tấn tu thiền trở lại. Mình phải dằn xé qua lại nhiều lần vậy đó. Thì xin thưa quý vị đó, mình mới thành tựu được các cái đức tính lành hay là các cái pháp tính cao tột, mình mới có thể thành tựu được. Trong đời sống của mình phải có những cái sự dằn xé vậy đó, xin thưa quý vị, đấu tranh nội tâm vậy đó.
Và mình mà có cái sự cương quyết thì mình mới có thể có được cái sự tiến bộ. Chứ còn mà thiếu cương quyết một tí đó thì mồi của ma hấp. Thành ra đó là bị mồi của ma kéo đi. Thì cái vị tân tỳ kheo này cũng vậy, đấu tranh nội tâm nhiều lần vậy. Bắt đầu ra là lòng tàm, lòng quý tăng trưởng lên. Thì theo lẽ ra đó, chúng tôi chỉ kể bấy nhiêu đó thôi thì đủ gợi ý để chúng ta hiểu cái câu kệ pháp cú số 143 này rồi. Nếu mà kể khúc sau nữa đó thì nó hỗ trợ để chúng ta hiểu cái câu kệ pháp cú số 144. Nhưng mà sẵn kể cái câu chuyện này mà kể không có hết thì là quý vị thấy sẽ hụt hẫng. Đó, do khi lòng tàm lòng quý tăng trưởng lên vậy đó thì bắt đầu hỗ trợ cho gì, xin thưa quý vị, tính quý vị đó tăng lên, tấn quý vị đó tăng, của cái gì đó đó tăng lên. Bắt đầu là gì, vị đó quán xét về giới hạnh của mình, thấy thanh tịnh nè, có bắt đầu mới phát triển qua thiền định, phát triển qua thiền tuệ và thành tựu được cứu cánh đời sống tu hành. Thành tựu cứu cánh đời sống tu hành thì cứ mỗi một lần mà vị này khởi lên cái sự chán nản rồi đi ra cái bộ y đó nó quán xét thì bắt đầu các vị tỳ kheo đó thấy vị này thường làm vậy đó, mới hỏi này hiền giả đi đâu vậy? Cái vị này mới trả lời đó, tôi đi ra thăm thầy A Xà Lê. Và một thời gian sau khi vị này đã thành tựu được cứu cánh đời sống phạm hạnh rồi đó, vị này lại không đi nữa. Thì lúc đó đó các vị kia đó cũng lại thắc mắc, nói tại sao mấy bữa rồi thấy hiền giả không có đi thăm thầy A Xà Lê của mình nữa? Cái vị này mới trả lời đó là giờ tôi với thầy A Xà Lê của tôi đã đoạn tuyệt rồi, thành ra thôi nữa. Đoạn tuyệt tức có nghĩa đó là việc cần làm mình đã làm rồi, bây giờ đâu còn cái gì để mà học hỏi nữa đâu, thành ra đó là đâu cần học nữa, thì là không cần thầy nữa. Cái chư tăng nghe nói vậy đó, nghĩ vị này đang khoe pháp bậc cao nhân cho nên lên mép Đức Thế Tôn. Cái Đức Thế Tôn ngày mới dạy, ngài nói này các vị khéo, con trai của Như Lai hay là con trai của ta đó, lúc cần tiếp xúc để được nhắc nhở thì đến viếng thầy A Xà Lê, còn bây giờ đó đã đoạn giao với thầy rồi, đã đoạn giao với thầy A Xà Lê rồi, tự mình cái vị này nè đã ngăn cấm lấy mình và đã đắc quả là an rồi, tức là đã đạt đến cái địa vị vô học rồi, đâu còn học nữa đâu. Nói vậy xong, cái Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên một loạt hai câu kệ. Hôm nay chúng ta học câu kệ đầu. Đức Thế Tôn ngài thuyết: Hi ri ni se tho bu ri so ko chi lo kas min vich chati yo nit dang a pa bo the ti a so pha ro ka sa mi wa. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ là: thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Còn cái bản dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức, quý vị quan hỷ đưa lên. Dạ. Ngài Hòa thượng Giới Đức thì dịch là: hiếm thay người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự khiêm, biết hổ thẹn thoát chê rèn như con tuấn mã tài hiền tránh roi. Và có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa, thì đây là ba cái bản dịch, ba phần tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali 143 này.
Để hiểu được ý nghĩa chứa trong câu kệ Bali 143 này, thì xin thưa quý vị, chúng ta căn cứ vô cái phần duyên sự. Phần duyên sự là những cái gợi mở, những cái gợi ý để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ. Rồi khi chúng ta hiểu ẩn ý nghĩa ở trong câu kệ đó, thì bắt đầu chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của mình, thì khi đó mình cũng sẽ thành tựu được giống như người được đề cập ở trong duyên sự. Tức là có thể thành tựu được đến quả vị cao tột, A-la-hán, giống như cái vị trưởng lão hay là vị tỳ kheo khố rách này. Vậy thì chúng ta hiểu cái câu kệ Bali này như thế nào? Câu kệ Bali này Đức Thế Tôn Ngài dạy đó là Cô chí lô cát minh vít tí Thí rì ni xê thô bù rì xô. Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch đó là: thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế. Người biết thẹn tự chế. Còn nếu mà mình dịch văn xuôi đó thì là: có thể tìm được ở trong đời này không? Người mà có cái lòng tàm và có cái sự ngăn ngừa. Khởi lên cái lòng tàm đã đành rồi, nhưng mà còn phải có được một cái sự ngăn ngừa, ngăn chặn nữa. Đó thì con người như vậy đó, có dễ dàng thấy hay là tìm được ở trên cuộc đời này không? Vậy thì xin thưa quý vị đó, con người đó là con người như thế nào mà lại có tìm? Rồi sau khi mình hiểu cái câu kệ này, hiểu cái đoạn này xong, mình suy chiếu lại chính bản thân của mình, xem coi mình có thuộc hạng người này không. Thì hạng người ở đây Đức Thế Tôn Ngài chỉ đó, đó là Hi Ri Ni Se Tho Bù Ri So. Tức là người có lòng tham mà còn biết ngăn ngừa nữa. Vậy thì lòng tham ở đây là gì? Và sự ngăn ngừa đó là ngăn ngừa cái gì? Xin thưa quý vị đó, ở đây chúng ta hiểu chữ hiri này. Ở đây đó chỉ trình bày là hiri thôi, nhưng mà chúng ta hiểu ra hiri nó phải đi nguyên một cặp là hiri otapa. Đó là mắc cỡ và ghê sợ. Hay là mình dịch thông thường đó, mình nghe các ngài trình bày thông thường đó là lòng tham và lòng quý đó. Tham và quý đi chung. Rồi nếu mà bà con chúng ta học ví dụ pháp đó thì chúng ta sẽ lại thấy rõ ràng cái ý nghĩa này nữa. Đó là ở trong cái nhóm sở hữu tợ tha, tịnh hảo tợ tha biến hành đó. Thì có nè, tính nè, niệm nè, tham quý, vô tham, vô sân, hành xả. Chúng ta thấy bảy cái sở hữu này đi chung, không có tách rời nha. Do vậy đó, cứ có lòng tàm thì là sẽ có luôn lòng quý, còn nếu mà mất tàm thì là mất luôn quý. Vậy thì lòng tàm là gì? Lòng tàm đó là sự thẹn thùng, mắc cỡ, hổ thẹn. Nhưng mà thẹn thùng, mắc cỡ, hổ thẹn đó dẫn đến là ghê sợ, sợ hãi. Vậy thì thẹn thùng, mắc cỡ, mà ghê sợ, sợ hãi cái gì? Xin thưa, ghê sợ, sợ hãi mỗi khi đó nói lời ác, làm việc ác, suy nghĩ ác. Tức là mắc cỡ với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Thì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh chính là đàn đá đó, xin thưa quý vị. Là hình phạt. Thành thử ra này ha, với ai đó mà có được lòng tàm, có được lòng quý, thì người đó đó
Xin thưa quý vị là có ngăn ngừa được, ngăn chặn được thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh không? Dạ, xin thưa có. Thầm thử ra chúng ta mới thấy ở cái đoạn này hai chữ đi chung là hiri di se thu, tức là có cái lòng to, có cái lòng tam, tức là biết hổ thẹn đó, mà còn cái gì ngăn ngừa, ngăn chặn hay là ngăn trừ nữa, khởi lên cái sự thẹn thùng mắc cỡ nè, để rồi bản thân của mình đó cam tâm tình nguyện không nói lời ác, không làm việc ác, không suy nghĩ ác. Nhưng mà xin thưa quý vị có dễ dàng vậy không? Khó lắm đó nha. Đó là gì? Trước hết, bản thân của mình đó phải ý thức rõ ràng lời nói như thế nào là ác, việc làm như thế nào là ác, cái suy nghĩ như thế nào thì được gọi là ác. Thứ nhất. Thứ hai, sau khi đó đã ý thức rõ ràng vậy rồi, còn phải hiểu tiếp một cái giai đoạn nữa. Đó là gì? Lời nói ác, việc làm ác, suy nghĩ ác đó dẫn đến cái hệ quả gì? Cái hậu quả gì? Khi mà mình hiểu ra rõ ràng cái tác hại của lời nói ác, việc làm ác, suy nghĩ ác đó, đó thì bắt đầu là gì? Mình mới sợ. Từ chỗ mình sợ đó, cái bắt đầu đó là gì? Mình mới cam tâm tình nguyện ngăn trừ nó đi. Ngăn trừ nó đi, ngăn trừ nó đồng nghĩa với việc đó là mình bảo vệ cái thân hành, khẩu hành, ý hành của mình. Tại sao chúng tôi nói vậy? Xin thưa quý vị, chúng tôi có một lần đi đến nhà của một Phật tử. Lúc đó là ngày Chủ nhật, vừa qua Noel tí, hình như Noel là hôm thứ Bảy gì đó. Cái chúng tôi đến nhà thăm viếng bà cụ bằng tuổi với mẹ của chúng tôi. Rồi có cái ơn là lúc mà chúng tôi đi học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh này, người ta giúp đỡ. Giờ cụ già rồi, thành ra thỉnh thoảng chúng tôi cũng đến thăm viếng. Thì đứa cháu cố đó, đứa bé đó giờ khoảng chắc cũng cỡ 6-7 tuổi. Cái ra gặp chúng tôi, cái nói Giáng sinh vui vẻ nha. Thì xin thưa quý vị đó, nó nói như vậy là đúng hay là sai? Sai. Sai ở chỗ đó là thiếu cái sự cung kính. Sai ở chỗ đó là nó mới có 6-7 tuổi à, còn chúng tôi 5-7 tuổi rồi. Rồi chúng tôi còn là người tu nữa. Thành thử ra đó là không thể dùng cái ngôn từ vậy để mà nói được. Mà phải nói có lễ, có phép đàng hoàng thì là mới đúng, đúng theo cái chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam. Nhưng mà xin thưa quý vị, tại sao đứa bé nói vậy? Rồi nó có nhận ra được là nó đang nói sai hay không? Nó nói một cách rất là vô tư, xin thưa quý vị, nói rất là hồn nhiên và nói rất là vui vẻ. Điều đó có nghĩa là cái gì? Nó không nhận ra được cái đó đó là sai. Và rồi sau đó đó, bà cô của nó, tức là em của ông nội, mới làm. Thì từ cái chỗ nói sai dẫn đến đó, có cái hệ quả là bị bà cô la. Nhưng mà nó đâu có biết là nó nói sai đâu. Thành thử ra đó, nó cũng không có biết là nó phải nhận lại cái hậu quả đó là bị bà cô la. Do vậy đó, đầu tiên mỗi người chúng ta là phải nhận thức, phải hiểu cho được cái gì là thân ác hạnh, cái gì là khẩu ác hạnh, cái gì là ý ác hạnh.
Rồi bước tiếp theo đó, hệ quả, kết quả của nó đó như thế nào. Từ chỗ mình hiểu ra được cái hậu quả, kết quả đó, bắt đầu mình mới có cái sự sợ. Khi mà có cái sự sợ hãi vậy thì bắt đầu mình mới tự bản thân của mình đó, là ngăn ngừa, ngăn chặn. Ngăn ngừa, ngăn chặn cái thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh đó. Chứ không có ai làm giùm mình hết. Chứ không ai làm giùm mình hết. Vì mình mong muốn rằng mình không có phải bị những cái hậu quả đó. Thành ra đó là mình cam tâm tình nguyện làm. Dạ, cam tâm tình nguyện làm. Thì thử hỏi bà con chứ với kiểu người như vậy nè, ở trên đời này nhiều hay là ít? Giờ chúng ta đi gọn gọn tí thôi, là ở trong room chúng ta nè, có 23 người nè. Thì có phải ra là tất cả 23 người này đều là thuộc dạng người này không? Hi-ri-ni-se-tho bu-ri-so không? Dạ xin thưa đó. Là cũng theo kinh Phật, tức là sao? Là phải ở chung nó thì mới biết được. Chứ còn mà không có ở chung thì không có tài nào mình nhận ra được người đó có phải là hạng người này hay không. Và phải là cái hạng người này đó. Đó thì từ cái chỗ đó mới dẫn đến là gì? Vô ninh đăng apa bồ thề tí aso phá rô ca xà mi quá. Đó là từ cái hạng người này cái bắt đầu mới dẫn đến đó là gì? Biết tránh xa cái sự chê trách. Thì biết tránh xa cái sự chê trách là như thế nào? Giờ bà con chúng ta đó ha, thường đi chỗ này chỗ kia. Đó, cái mình đi đến kia xóm xóm mà gọi là có chó dữ đi, xóm có chó dữ đi, thì xóm có chó dữ bà con chúng ta cũng có thể hiểu rộng ra là xóm những người hung bạo nè, hay là xóm những người cướp bắt đó. Đi đến cái chỗ đó nó không có được an toàn cho mình đó. Đó thì mình biết, mình biết khi mà mình đi đến đó nó không có an toàn cho mình thì mình phải làm sao? Do mình biết vậy cái thành ra là mình tránh né, mình phải tránh né. Cái bài kinh Trung Bộ Đức Thế Tôn ngày dạy đó là các bậu hoặc do né tránh được đoạn trừ đó. Thì mình né tránh cái là mình sẽ không có bị phiền phức. Mình né tránh cái là mình sẽ không có bị những cái bất lợi. Đó là cũng do mình biết cái sinh thú gì. Thì do mình biết dựa trên cơ sở gì gì gì, do mình có cái khởi lên cái lòng tàm lòng quý đó. Thành ra mình nhận chân ra được này, là à, nội đạo là cậu ác nghiệp, đánh đập người ta là thân ác nghiệp. Là mình đã tránh được là thân ác nghiệp nè, khẩu ác nghiệp nè, đã đặn rồi. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, bên cạnh đó đó ha, còn có những cái đối tượng, những cái điều kiện khiến cho mình bất lợi nữa. Đó, mình cũng tránh luôn. Thì lúc đó đó là mình sẽ không có bị người ta chê bai là gì? Người này là người ác nè. Người này là người bất thiện nè. Rồi người ta cũng không có chê bai mình nữa. Người này là gì? Người không có thông minh. Hay nói hơi nặng hơn tí đó là người này hơi, người này ngu. Mình ngu mình mới chui cái đầu vô những cái nơi mà bị nguy hại, nguy hiểm vậy, khiến cho mình đó bị bất lợi. Khiến cho mình bị bất lợi. Thì những cái ý mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị đây đó, được hiểu qua cái câu chuyện này như thế nào? Đó là nếu như mà cái vị tỳ kheo này này nha, mà khi đi tu rồi cái bắt đầu lợi lạc phát sanh lên, rồi ăn uống phủ phê y áo mặc đầy đủ đó, cái bắt đầu đó là mới cảm thấy hổ thẹn vì mình thụ hưởng dục lạc ngũ trần quá, vì mình đam mê trong cái lợi đắc danh vọng cung kính quá, không có xứng đáng với chiếc y, không có xứng đáng với lý tưởng tu tập, mà rồi
từ bỏ đi đời sống xuất gia đó, trở lại kiếp ăn mày đó, thì thử hỏi bà con chúng ta, chứ có phải đó là vị này chui đầu trở lại cái chỗ nguy hại không? Thì thành ra đó là nhờ có cái lòng tàm lòng quý đó, hay dẫn đến từ bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, cái làm cho mình khốn ra. Thì lúc đó đó mình sẽ tránh xa được tiếng thị phi, tránh xa được chê bai chỉ trích. Mà tránh xa chê bai chỉ trích đó là gì? Do mình hiểu chuyện, do mình khôn ra. Do mình khôn ra thì giống như cái con ngựa hiền thiện, con ngựa hiền thiện đó, nó phải biết cái cách để mà nó tránh đòn roi. Khi mà người chủ hay người điều khiển cái con ngựa đó đưa cái roi lên cái, thì nó phải biết được đó là người chủ của nó đang muốn nó như thế nào. Đang muốn nó đi bên trái, đang muốn nó đi bên phải, đang muốn nó đi nhanh hay đang muốn nó đi chậm. Và làm theo thì từ cái chỗ đó nó sẽ không có bị người chủ đập. Thì con ngựa hiền thiện mà cái kiểu này nè là chỉ cho người có trí tuệ, người khôn ngoan. Dạ, người khôn ngoan. Ngựa hiền này ở trong cái phẩm kê si đó, phẩm roi thúc ngựa nó có tới 4 loại. Thì con người mình cũng vậy. Cũng có nhiều người đó, thì thấy cái nỗi khổ niềm đau vậy là bắt đầu sợ hãi, tinh tấn tu hành để từ bỏ, đoạn trừ đi cái nỗi khổ niềm đau đó. Nhưng mà cũng có người đó thì là thấy nỗi khổ niềm đau đó nó bắt đầu là gì? Tu, nhưng mà rồi là gì? Nỗi khổ niềm đau nó vơi đi, cái quên rồi bắt đầu là lui sụp trở lại. Rồi cũng có nhiều người đó là gì? Bị chai luôn. Dạ, bị chai luôn. Thì là chúng ta học giáo lý nhiều nè, nhận chân ra được đó, cái gì là sai, cái gì là đúng, cái gì là bất thiện, cái gì là thiện rồi. Rồi cũng hiểu ra được đó, cái tâm phàm đó, nó dễ lui sụp. Thì thành thử ra đó là mỗi người chúng ta cố gắng. Cố gắng đó, ngăn trừ, từ bỏ các ác bất thiện pháp. Cho đến khi nào đó mà không còn nữa thì thôi. Và xin thưa quý vị đó, ngăn ngừa hay là ngăn trừ các ác bất thiện pháp này nè, chỉ mới thành tựu được có giới thôi. Giới là từ bỏ được thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Thì từ cái cơ sở giới đó mình mới phát triển lên nữa đó, thì mình mới thành tựu được đến cứu cánh đời sống tu hành. Có một cái câu chuyện ở trong Thanh Tịnh Đạo đề cập đó, xin thưa quý vị, có một vị tỳ kheo đi bát đến nhà của hai mẹ con, và hai mẹ con này là người thường xuyên hộ độ cho cái vị tỳ kheo này. Hai mẹ con của cái người đó là đi làm thuê, làm mướn để có tiền để mua gạo. Một lần nọ đến, vị này sắp đến nhà đó, thì bắt đầu nghe cuộc trao đổi của hai mẹ con ở trong nhà đó. Bà mẹ mới dặn người con này, con ở trong cái hũ gạo đó còn chừng nửa chén gì đó, thì con lấy ra con nấu để cúng dường đến sư huynh của con đi. Còn cái phần cơm thiêu, cơm thừa ngày hôm qua đó, hâm lại để mẹ ăn được rồi. Thì xin thưa quý vị, cái vị tỳ kheo này đứng bên ngoài nghe rõ mồn một, bắt đầu nó mới khởi lên lòng tham lòng quý này. Mình tu hành còn chớn mãn, còn dễ vui vậy nè, chưa thành tựu được cứu cánh đời sống tu, thì có thật sự xứng đáng với cái niềm tin đó của người ta hay không? Có thật sự xứng đáng với cái sự hộ độ đó của người ta hay không? Có thật sự xứng đáng với cái sự hy sinh đó của người ta hay không? Đó, suy xét vậy bắt đầu cái lòng tham lòng quý nó tăng trưởng lên, vị đó không đi bát nữa mà quay về cốc quán xét giới hạnh của mình, thấy thanh tịnh,
mình đâu có thân hành nè, không có lỗi lầm, khẩu hành không có lỗi lầm, ý hành không có lỗi lầm. Trên cơ sở đó bắt đầu phát triển qua thiền định, thiền tuệ, thành tựu cứu cánh đời sống tu. Cho nên tàm và quý này nè cũng là hai cái loại lực xin thưa quý hỗ trợ để mình thành tựu các cái thượng nhân pháp, các cái thượng nhân pháp. Nên chi đó là mỗi người tu chúng ta cố gắng phát triển lòng tàm, lòng quý. Lòng tàm, lòng quý được phát triển mạnh thì là ngăn ngừa được thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Khi đã thành tựu được phần giới vậy rồi đó, thì xem như đó là nền tảng, là căn bản để thành tựu được các cái pháp thượng nhân cao hơn. Ngày mai này, buổi học sau đó, là học cái câu kệ tiếp theo. Thì lúc đó quý vị sẽ được nghe vị giảng sư trình bày các cái pháp phát triển dựa trên cơ sở của giới này như thế nào. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 143 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến nay chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo của sự giảng pháp này xin thành tâm chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 143 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến sư. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddha anupavana sada sati pavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavana sada sati pavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavana sada sati pavantu te. Tất cả phương án có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti quý ha ra hoa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta tham ma đa đề na ba hoàn tu bồ chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga